Đàm Vĩnh Hưng, tài sản của tôi đủ để ngồi chơi đến năm con trai 20 tuổi. Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ nỗi trăn trở khi làm bố ở tuổi ngũ tuần. Nam ca sĩ không chấp nhận nghỉ hưu sớm vì vẫn cật lực kiếm tiền lo cho gia đình. Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ nỗi niềm làm cha ở tuổi ngoài 50. Bắt đầu làm cha ở tuổi 48, Đàm Vĩnh Hưng trải qua không ít bỡ ngỡ. Nam ca sĩ nói lần đầu khủng hoảng tinh thần khi chứng kiến con bệnh tật. Khi Polo gặp vấn đề sức khỏe khiến anh suy sụp thời gian dài. Khi con tôi bệnh, đất trời như sụp đổ, quay cuồng. Chỉ nghe một tiếng ho của con thôi, tôi cũng thấy nát tim, giọng ca xin lỗi tình yêu chia sẻ. Trong nhật ký làm cha tập 3, Mr. Đàm nghẹn ngào kể về khoảng thời gian đưa con nhập viện. Anh tâm sự, hồi 8 tháng tuổi, Polo từng vào bệnh viện vì bệnh khá nặng. Ban đầu, con chỉ ho thôi nhưng khi khám thì phát hiện có một vật lạ trong phổi. Thế là, tôi đưa con nhập viện để gấp vật lạ ra. Trước khi gây mê, nội soi, Polo phải nhịn ăn uống 9 tiếng đồng hồ. Bé vừa đói vừa khóc khiến tôi rất xót. Chứng kiến con bệnh tật, chủ hiệp vì anh là soái ca bắt đầu quan tâm đến sức khỏe bản thân. Nam ca sĩ nói anh đã ngoài 50, không biết chắc có thể bên con đến khi nào. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, thương con nên tôi nghĩ đến bản thân mình. Tôi tự hỏi mình còn bao nhiêu năm để bên cạnh con. Khi con 20 tuổi thì tôi đã 70 rồi. Tôi không biết mình có cơ hội ngồi xuôi không, lấy vợ cho con không. Vì vậy, tôi chăm sóc bản thân và sức khỏe. Tôi ăn uống kiêng khem, không xả láng như ngày xưa nữa. Tôi tập thể dục thường xuyên hơn để khỏe, sống lâu với con. Với nam ca sĩ, điều hạnh phúc nhất của anh giờ đây chỉ là được bên cạnh con trai. Mr. Đàm dí dỏm, chơi với con hàng ngày, chứng kiến con trưởng thành, chăm sóc con, đã lắm. Không có tiền nào mua nổi điều đó. Con sướng hơn yêu 100 người trước đây. Vì vậy, nam ca sĩ bắt đầu hạn chế nhận sâu hoặc xếp lịch làm việc có nhiều khoảng nghỉ để bên con. Có những lúc tôi xếp lịch đi hát trễ nhất có thể để có thời gian chơi với con. Nhiều khi tôi ru con ngủ trưa rồi tức tốc ra phi trường. Hát xong thì tối bay về. Hoặc nhiều khi 6, 7 giờ tối tôi đi dự event xong, tôi tranh thủ chạy về với con, đến khuya mới đi hát ở phòng trà. Tất cả cuộc hẹn của tôi đều sau 10 giờ hết, muốn gặp Đàm Vĩnh Hưng phải sau 10 giờ đêm, anh bộc bạch. Hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng vẫn chưa nghĩ đến việc nghỉ hưu. Dù sở hữu khối tài sản đủ để sống đến cuối đời nhưng anh tiết lộ đang cật lực kiếm tiền vì lý do đặc biệt. Giọng ca anh lo cho em hết chia sẻ, tôi nghĩ khi mình còn được trọng dụng, còn làm được ra tiền thì tại sao không chuẩn bị thêm những bãi đáp vững chắc hơn nữa. Không bị thiếu trước hụt sau cho mình và con. Mặc dù, bây giờ tôi thấy đã đủ tài chính để ngồi không, chơi với Polo đến khi con 20 tuổi. Nhưng tôi nghĩ không nên như vậy, tôi không chấp nhận về hưu sớm. Tôi còn mang lại được niềm vui và quyền lợi cho bản thân. Tại sao từ chối điều đó? Tôi cũng muốn con trai lớn lên sẽ hiểu rõ công việc của mình.